你们好，我姓段，叫我静秋，静姐的静，秋天的秋。今天我弄一个video 给你们听。外国人可不可以买土地在越南？为什么你弄一个video这样子？ 有一个人问我，他说：“律师，我问你一下，我家跟那台湾的老公，现在我可不可以买土地买家在越南？”我回答他这样子。 这一个问题，我当然一个分，两个情况。第一，如果你越南人，他有国籍，他有身份证在越南，当然他可以买土地在越南。 第二的情况，他没有身份证在越南，他的国家的过去在台湾很多年，十七年多没有留国籍，国籍在台湾人，当然他不可以买土地在越南。 这样子，如果你们有发生的问题在越南，可以打电话给我，我的电话09033921826，我姓段，再见。 Kính thưa quý vị và các bạn, thì có một cái bạn điện thoại qua, nhắn tin qua cái Facebook Messenger, bạn bảo với tôi như thế này: chị ơi, em kết hôn với người Đài Loan, thì bây giờ em có thể mua đất ở Việt Nam, mua đất mua nhà ở Việt Nam hay không? Và câu trả lời của tôi đã trả lời em rồi. Trong trường hợp này có hai trường hợp. Thứ nhất, nếu em còn chứng minh nhân dân ở Việt Nam thì cái việc em mua nhà và mua đất ở Việt Nam vì em là người còn quốc tịch Việt Nam. Còn nếu như một cái thời gian dài em đã sinh sống và làm việc và nhập quốc tịch của người chồng tại Đài Loan hoặc một cái quốc gia nào đó và em không còn quốc tịch Việt Nam thì dĩ nhiên em không thể nào mua được nhà và đất ở Việt Nam. Các bạn thấy không? Quy định của pháp luật Việt Nam rằng là nếu trong trường hợp mình thừa kế thì mình được tài sản. Tuy nhiên rằng là nếu mình đã không còn quốc tịch Việt Nam thì mình sẽ không được gọi là mua nhà và đất ở Việt Nam. Đó là cái quy định của mỗi một quốc gia. Và tôi hy vọng rằng một cái chút kiến thức này gửi đến quý vị và các bạn. Hôm nay có một cái chút kiến thức tiếng Hoa. Nếu quý vị và các bạn nào có cảm thấy rằng là cần phải chỉnh và sửa cho tôi thì hãy mạnh dạn để lại comment ở phía dưới. Và tôi cũng mong muốn ra một chút sân chơi quốc tế, có thể sử dụng ngôn ngữ tiếng Hoa và tiếng Anh để tư vấn cho quý vị và các bạn, cũng như cái vị chồng của người bạn này, để họ nghe được bằng tiếng ngôn ngữ của chính bản thân họ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem những cái video của tôi. Xin trân trọng cảm ơn.